Chúng tôi đến từ Bình Phương xin hân hạnh gửi lời chào tới tất cả các bác. Này là rất là vui mừng chúng ta ngày hôm nay này tiếp tục được nổ những tràng pháo tay thật lớn cũng như là bày tỏ những cái niềm vui, những cái tình cảm và gửi lời chúc mừng tới chỗ bác Đỗ ở quê hương Hà Tĩnh thân yêu. Một bộ khấu hình âm thanh được gửi cho bác Tĩnh ngày hôm nay. Chúng ta đang đi tìm một đôi loa Mỹ vừa gọn gàng vừa xinh xắn, phù hợp với những không gian sang trọng và đặc biệt là chất âm phải nói là hay, đặc biệt là tiếng mic. Thì ngày hôm nay chúng ta không thể bỏ qua một cái model sản phẩm rất cao cấp đến từ Mỹ, đó là dòng loa JBL-112M. Đôi loa này thì bác cũng đã theo dõi kênh của anh Phương khá lâu và cũng đã lựa chọn rất kỹ. Cuối cùng từ những đôi loa mà bác đang tham khảo, từ những đôi loa B3 của Trung Quốc đắp ráp đến những đôi loa bãi thông thường mà rất nhiều anh em ở Thanh Hóa đang bán, thì cuối cùng bác vẫn đánh giá là loa JB nó vẫn đẳng cấp hơn rất nhiều. Mặc dù mức đầu tư của nó cũng không hề cao, nó thậm chí còn thấp hơn cả những đôi loa Trung Quốc lắp ráp, nhưng mà chất lượng âm thanh nó mang lại thì đúng là ngoài cái tầm tưởng tượng của các bác luôn. Ngày hôm nay được tuyển chọn cho chú bác Đỗ một đôi loa đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bác đang đi vắng rất là xa, nhưng mà vừa rồi bác mới về quê để thăm vợ và cuối cùng là bác cũng lại mua sắm luôn cho bà vợ của mình một cái bộ dàn máy này, lấy tên địa chỉ của vợ luôn. Và khi mà nói tên địa chỉ của vợ thì anh Phương nói rằng là không biết là bác mua cho vợ cả hay vợ hai. Đấy, tính bọn em là nó hay gọi là thương người, cho nên là đôi khi là cứ phải hỏi rõ. Và bác đầu tư cho nhà mình một đôi loa này với một con súp của hãng Neko, bởi vì không gian nhà bác là toàn bộ là đồ gỗ rất là sang trọng và rất là sạch sẽ, trông nó rất là mượt, cho nên anh Phương tư vấn bác là sử dụng đôi loa này là một này, với con súp Neko là hai này. Nhà bác đã có một con vang rồi, với này có một cái đẩy rồi và bác đầu tư thêm một bộ mic nữa. Tổng cái combo một con súp, một đôi loa và một bộ mic không dây, giá trị của nó khoảng 20 triệu đồng. Thì mời các bác hãy cùng anh Phương test với cặp loa này, với con súp và với bộ mic để chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức. Đấy, nghe phê luôn các bác. Mic thì em sẽ chọn cho bác một bộ mic Beo vì tím, còn con mic này thì nó ở cái bộ khác các bác nha. Hiện tại thì em đang hát ở trên con mic JD. Đấy. Ok, bây giờ test thử nào. Các bác cùng nghe cho em nhé. Rốt đưa cây khế sao nhà đỉnh người đi mắt môi niềm thương nhớ. Ôi quê nhà mùi nắng hái xuống, ơi quê mình nhút mặn ca chua. Ngọt quá, đo này nó đợi mít rất là hay. Trước mặt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng mắt còn đẹp còn vua. Nuôi con đến người mãi mẹ cây cô. Dòng sông ta chảy về dòng con nữa đi thay mặt mình với tâm linh.
Hương xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đang theo dõi kênh cũng như là ủng hộ những sản phẩm âm thanh ở bên chúng con để Hương rất nhiều.